Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Thì sau một cái kỳ nghỉ dài của Tết năm 2017 thì đầu năm 2018 thì Nhân sẽ quay lại và làm những cái video cho tất cả quý vị khách hàng mình cùng được tham quan. Thì đầu năm thì Nhân cũng xin chúc cho tất cả quý vị khách hàng mình sẽ có được thật nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc nè, thành công và đặc biệt là sẽ phát tài trong năm 2018 này. Và từ hôm nay thì Nhân sẽ không chỉ quay những cái dự án của Cát Tường mà Nhân sẽ quay những cái dự án lân cận thành phố Hồ Chí Minh để cho tất cả quý khách hàng mình có được một cái nhìn tổng quan và sẽ so sánh về cái giá cả và cái hạ tầng của những cái khu đó để quý vị khách hàng mình sẽ có được một cái quyết định đúng đắn nhất. Và năm 2018 này thì Nhân cũng mong rằng là tất cả quý khách hàng khi mà xem những video của Nhân rồi đó thì sẽ lựa chọn một cách đúng đắn nhất để không lọt vào những cái hoàn cảnh là khi mình mua những cái lô đất nền và nhà phố đó mà ở thì cũng không được, bán thì cũng không xong. Thì nếu như mình rơi vào những hoàn cảnh đó thì thật sự là rất khó khăn và khó xử cho tất cả quý khách hàng. Và hiện tại thì Nhân đang đứng tại một cái dự án của chủ đầu tư Cát Tường khai trương đầu năm. Thì cái dự án này thì quý vị khách hàng mình sẽ xem ở video sau nha. Và quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh của Nhân để khi mà Nhân quay tất cả những dự án khác đó thì Google sẽ thông báo cho tất cả quý khách hàng cùng được biết để mình cùng vào đó để xem nha mọi người. Và Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau.